Chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi rất vinh hạnh được giới thiệu với các bạn bài giảng có tên gọi là Tiếp cận các vấn đề thường gặp trong bệnh thận, hay nói khác đi đó là 10 hội chứng trong thận học. Thì nội dung phần trình bày hôm nay sẽ gồm 3 phần chính. Thứ nhất là giới thiệu tên của 10 hội chứng thận học. Thứ hai là giới thiệu một cách ngắn gọn các tiêu chuẩn chẩn đoán của 10 hội chứng này. Và thứ ba sẽ liệt kê các nguyên nhân và những cái bệnh cảnh lâm sàng thường gặp của một số hội chứng trong thận học. Trước hết, 10 hội chứng thận học ở đây chúng ta được chia làm hai nhóm. Một nhóm đó là hội chứng chẩn đoán về tổn thương, và thứ hai là nhóm hội chứng đánh giá về chức năng. Thì để cho các bạn có thể dễ nhớ, thì chúng tôi chia cái nhóm hội chứng chẩn đoán tổn thương làm 3 nhóm: trước thận, tại thận và sau thận. Trước thận đó là tăng huyết áp, tại thận đó là hội chứng thận hư, viêm thận cấp, bất thường nước tiểu không triệu chứng và khiếm khuyết ống thận. Và kế nữa đó là nhóm sau thận, bao gồm nhiễm trùng tiểu, sỏi niệu, tắc nghẽn đường tiểu. Và hội chứng đánh giá về chức năng bao gồm hai hội chứng lớn, đó là suy thận cấp và suy thận mãn. Thì trên lâm sàng, làm sao các bạn biết được các hội chứng này sẽ có những cái biểu hiện như thế nào? Thì sau đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu về từng hội chứng một. Đầu tiên đó là hội chứng thận hư. Đây là một cái hội chứng được đặc trưng bằng tình trạng là tiểu protein rất là nhiều, trên 3,5 gram trên 1,73 mét vuông da trong vòng 24 giờ, hoặc nếu như không hiệu chỉnh theo diện tích da thì là trên 3 gram trong 24 giờ, và kèm theo đó là bệnh nhân có tình trạng giảm albumin máu dưới 30 gram trên lít, giảm protein máu dưới 60 gram trên lít, tăng lipid máu, tiểu lipid, có tình trạng tăng đông, và biểu hiện trên lâm sàng thường là phù toàn thân kèm với tình trạng tiểu ít. Biểu hiện lâm sàng chính của hội chứng thận hư đó là tình trạng phù, với đặc điểm nổi bật đó là phù xuất hiện đầu tiên ở vị trí mắt hoặc là ở vùng mặt, xuất hiện đối xứng hai bên, phù lan tỏa và từ vị trí đầu tiên đó có thể lan rộng ra hai tay, hai chân và toàn thân, bán bụng, phù nặng hơn và ở chi dưới vào cuối ngày và phù mặt sau một đêm nằm ngủ. Thì những bệnh nhân nào mà nằm nhiều một chỗ thì sẽ có phù ở vùng lưng hoặc là vùng xương cùng. Và trong trường hợp mà phù quá nhiều thì thay đổi phù theo thời gian trong ngày sẽ không còn rõ nét nữa. Và phù thì thường đối xứng hai bên. Do đó một cái đặc điểm mà nếu các bạn thấy nếu phù xuất hiện không đối xứng thì đó là một trong những đặc điểm không có phù hợp để nghĩ đến hội chứng thận hư. Và nếu các bạn thấy cái nước tiểu của những bệnh nhân này á, thì nước tiểu họ có rất là nhiều bọt và bọt này rất là lâu tan. Và trên lâm sàng có thể dựa vào cái mức độ ấn lõm của cái vị trí phù đó để có thể phân độ là cái tình trạng phù này nhẹ hay là phù nặng hay trung bình, vân vân. Về cận lâm sàng thì cái xét nghiệm đầu tiên đó là tổng phân tích nước tiểu với những cái đặc điểm để gợi ý đến hội chứng thận hư. Thứ nhất là tình trạng tiểu đạm hay tiểu protein, với cái tình trạng tỷ lệ protein niệu trên creatinine niệu có thể giúp ước đoán protein niệu 24 giờ. Thì thường thường theo cái tiêu chuẩn của hội chứng thận hư thì cái tỷ lệ protein creatinine này sẽ trên 3. Thứ hai là đường trong nước tiểu. Đường trong nước tiểu có thể dương tính nếu như bệnh nhân nó có đái tháo đường hoặc là có tình trạng tổn thương ống thận gần trong hội chứng thận hư mà kéo dài mãn tính, hoặc có thể do tình trạng viêm ống thận mô kẽ mãn tính do thuốc. Và cái thứ ba nữa là nếu soi trường hợp cận lắng nước tiểu có thể có hình ảnh của trụ, mà một trong những cái trụ điển hình của hội chứng thận hư đó là tình trạng là trụ trong, tiểu protein mức độ nhiều, hoặc những cái hình ảnh trụ khác như là trụ sát trong trường hợp bệnh kéo dài, trụ mỡ, hoặc là có thể bầu dục, oval body. Xét nghiệm cận lâm sàng thứ hai cũng là một cái tiêu chuẩn vàng để đánh giá và hội chứng thận hư, đó là đạm niệu 24 giờ. Thì với một cái kỹ thuật thu thập nước tiểu khá đặc biệt, 6 giờ sáng yêu cầu bệnh nhân sẽ tiểu bỏ đi, và tiểu bệnh nhân giữ tiểu bao nhiêu lần sẽ được giữ lại toàn bộ nước tiểu cho đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Bệnh nhân tiểu thêm lần cuối vào một cái bình chứa đã được giữ cái chất bảo quản nước tiểu và gửi đến phòng xét nghiệm. Thì bệnh nhân phải khuấy đều toàn bộ cái bình giữ nước tiểu này, đong nước tiểu, lấy mẫu đại diện và phải ghi nhận cái thể tích nước tiểu 24 giờ này để mới có thể đánh giá được kết quả đạm niệu 24 giờ một cách chính xác. Và đọc kết quả thì yêu cầu phải có hai thông số, một là thể tích nước tiểu thu được và thứ hai là lượng protein niệu 24 giờ. Nếu như con số này trên 3,5 gram và hiệu chỉnh theo diện tích da thì hỏa tiêu chuẩn là hội chứng thận hư.
Các xét nghiệm cận lâm sàng thứ ba đó là xét nghiệm máu, thì ghi nhận nó có tình trạng protein máu toàn phần dưới 6 gram trên decilit hoặc 60 gram trên lít, giảm albumin máu dưới 3 gram trên decilit hoặc dưới 30 gram trên lít. Khi đặt điện di đạm trong máu thì sẽ thấy đặc trưng bằng tình trạng giảm albumin máu, giảm alpha 1, tăng alpha 2, giảm beta và gamma globulin trong một số trường hợp đặc biệt, có thể tăng, gợi ý đến cái nguyên nhân thứ phát của hội chứng thận hư, ví dụ như lipid ban đỏ hoặc là thoái hóa dạng bột. Tình trạng tăng lipid máu là hậu quả của hội chứng thận hư, là do tình trạng giảm áp lực keo dẫn đến gan tăng tổng hợp lipid máu, mà đặc trưng là tình trạng tăng LDL cholesterol, cholesterol toàn phần, VLDL hoặc tăng triglyceride ở những bệnh nhân hội chứng thận hư mức độ nặng. Bệnh nhân có sạch tiểu ra lipid do tăng lipid máu kéo dài, dẫn đến là nếu mình soi cặn lắng nước tiểu mình sẽ thấy được cái hình ảnh đó là thể bầu dục hoặc thấy được trụ mỡ như hình trên đã trình bày. Về nguyên nhân của hội chứng thận hư thì hầu hết các bệnh cảnh hội chứng thận hư có nguyên nhân đó là nguyên phát, tức là bệnh lý nằm tại cầu thận, và chỉ có 10 đến 20% đó là bệnh lý thứ là nguyên nhân thứ phát. Và theo một cái nghiên cứu trong sách của tác giả Brenner thì người ta thấy rằng cái nguyên nhân hội chứng thận hư này nó sẽ thay đổi, cái tần suất nó thay đổi theo tuổi và cũng thay đổi theo giới. Ví dụ như là cái nhóm mà bệnh cầu thận sang thương tối thiểu thì hay gặp ở người trẻ, trong khi ở những người lớn tuổi hơn thì hay gặp cái sang thương đó là bệnh cầu thận màng. Và có một cái nguyên tắc trên lâm sàng nữa là mặc dù cái nguyên nhân thứ phát chiếm tỷ lệ rất thấp, nhưng bắt buộc chúng ta phải loại trừ cái nhóm nguyên nhân này trước khi chúng ta nghĩ đến đó là hội chứng thận hư nguyên phát. Thì ở đây các bạn thấy có trong các nguyên nhân nguyên phát của hội chứng thận hư có thể liệt kê đó là sang thương tối thiểu, sơ chai cầu thận khu trú từng vùng, bệnh cầu thận màng, viêm cầu thận tăng sinh màng hay viêm cầu thận tăng sinh giang mạch hoặc là viêm cầu thận liềm. Đây là những cái thuật ngữ mang tính chất của giải phẫu bệnh thận, tức là khi mà bệnh nhân đã được làm sinh thiết thận rồi. Còn 10% nguyên nhân thứ phát đó có thể chia làm các nhóm, ví dụ như là thuốc captopril, rifampin hoặc là thuốc kháng viêm không steroid, bệnh lý nhiễm trùng như nhiễm các tác nhân vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, bệnh lý hệ thống tức là bệnh toàn thân mà ảnh hưởng đến thận, ví dụ như lipid ban đỏ hệ thống, viêm đa khớp dạng thấp, hội chứng Wood-Thatcher hoặc là Hennox-Cholain. Bệnh nhân cũng có thể có hội chứng thận hư thứ phát sau ung thư hoặc sau những bệnh lý di truyền chuyển hóa như đái tháo đường, thoái hóa dạng 1 và một số nguyên nhân khác ít gặp hơn, ví dụ như là côn trùng cắn, ong đốt và tiền sản giật. Về phân loại trên lâm sàng của hội chứng thận hư thì có rất là nhiều cách để phân loại, hoặc các bạn có thể phân loại dựa vào nguyên nhân, đó là nguyên phát hoặc thứ phát như đã trình bày ở trên. Hoặc nếu chỉ dựa vào lâm sàng có thể phân thành nhóm hội chứng thận hư thuần túy và hội chứng thận hư không thuần túy. Với nếu gọi là hội chứng thận hư thuần túy có nghĩa là bệnh nhân không bao gồm một trong ba các yếu tố sau đây: tiểu máu, tăng huyết áp và suy thận. Và chỉ cần có các yếu tố nêu trên thì sẽ gọi là hội chứng thận hư không thuần túy. Thứ ba là một cách phân loại dựa vào đáp ứng với điều trị, thì có thể gọi có nhóm đáp ứng hoàn toàn hoặc không hoàn toàn, tái phát thường xuyên hoặc không thường xuyên, lệ thuộc steroid hoặc đề kháng steroid, thì tất cả đều có một cái tiêu chuẩn nhất định để phân loại. Chúng ta vừa đi qua hội chứng thận hư, tiếp theo đây đó là hội chứng viêm thận cấp. Thì hội chứng viêm thận cấp trên lâm sàng được đặc trưng bằng hai cái nhóm nhỏ, đó là viêm cầu thận cấp và viêm ống thận mô kẽ cấp. Sự khác biệt của hai hội chứng này như đã được in trên slide, đó là đối với viêm cầu thận cấp, tiểu máu là đặc trưng chính và đặc điểm đó là tiểu máu phải có nguồn gốc từ cầu thận, phải có thể có trụ hồng cầu hoặc không có, tình trạng tăng huyết áp, phù, thiểu niệu và sẽ có giảm độ lọc cầu thận hay là bằng chứng của tình trạng suy thận cấp. Và ngược lại, viêm ống thận mô kẽ cấp thì đặc trưng của tình trạng này đó là tiểu bạch cầu, mà một số phương pháp đặc biệt có thể biết được cái bạch cầu trong nước tiểu đó là bạch cầu ái toan, có thể có trụ bạch cầu, tiểu máu đi kèm và cũng có suy thận cấp. Như vậy thì thế nào được gọi là tiểu máu? Tiểu máu được gọi là có hiện diện của hồng cầu trong nước tiểu và hồng cầu này phải chảy ra ngoài theo dòng nước tiểu khi chúng ta đi tiểu.
và nó sẽ làm thay đổi màu sắc nước tiểu trên lâm sàng. Các bạn thấy có rất là nhiều loại màu sắc khác nhau, có thể thấy được từ màu vàng để thấy được là nếu có thể là tiểu máu vi thể, cho đến những cái tiểu màu hồng, hồng sậm, màu đỏ, hoặc thậm chí đó là cái màu màu xá xị. Về phân loại tiểu máu thì có 3 cách phân loại, có thể gọi là tiểu máu đại thể hoặc vi thể. Nếu như trên lâm sàng các bạn thấy bệnh nhân có thay đổi màu sắc nước tiểu thì chúng ta gọi là tiểu máu đại thể, nhưng đôi khi một số trường hợp thì cái tình trạng tiểu máu đó không thể thấy được trên lâm sàng mà phải bằng các xét nghiệm cận lâm sàng mới phát hiện được, thì cái đó chúng ta gọi là tiểu máu vi thể. Cái phân loại thứ hai đó là tiểu máu thoáng qua hoặc tiểu máu kéo dài. Tiểu máu thoáng qua nghĩa là sao? Thì thường thường đó là những cái nguyên nhân lành tính hay làm cho bệnh nhân xuất hiện cái tình trạng lúc có lúc không cái tiểu máu này, ví dụ như là gắng sức hoặc sau sang chấn tâm lý hoặc là chấn thương hệ niệu sau giao hợp. Và khi chúng ta loại bỏ các yếu tố này đi thì bệnh nhân sẽ mất đi tình trạng tiểu máu đó. Cái thứ hai nữa là tình trạng tiểu máu kéo dài, thường là do những bệnh nguyên nhân bệnh lý, ví dụ những bệnh lý của đường niệu hoặc bệnh lý của tại cầu thận. Và cái phân loại thứ ba của tiểu máu thì đó là tiểu máu từ cầu thận hoặc tiểu máu không từ cầu thận, mà đây là một cách tiếp cận thường sử dụng trên lâm sàng. Thì ở đây có một cái bảng để có thể giúp cho các bạn có thể dựa vào một số đặc điểm của tiểu máu để có thể phân biệt nguồn gốc của cầu thận và không cầu thận. Thì nếu như dựa vào tính chất tiểu máu gọi là tiểu máu từ cầu thận thì thường ít khi nào nó là tiểu máu đại thể. Màu sắc thì thường nó là màu nâu sậm hoặc thậm chí là màu xá xị, thường không có cục máu đông. Bệnh nhân có thể có những cái triệu chứng đi kèm khác gợi ý bệnh lý của cầu thận như là có tiểu protein niệu, thậm chí tiểu protein nhiều ngưỡng thận hư, có tình trạng tăng huyết áp, suy thận hoặc là có nhiễm trùng hô hấp đi kèm. Và ít khi nào bệnh nhân sẽ có hoặc là hầu như không có những cái triệu chứng của hội chứng niệu đạo cấp, các rối loạn đi tiểu, cơn đau hoàng thận. Và những bệnh nhân này nếu lấy mẫu nước tiểu đem đi soi thì hầu hết hồng cầu sẽ có biến dạng với cái hình ảnh điển hình là acanthocyte hay gọi là hồng cầu hình nhẫn chiếm trên 5%. Và nếu các mình soi cận ống tiểu mà thấy hình ảnh trụ hồng cầu thì rất là cái dấu hiệu này rất là điển hình đặc trưng của cái tiểu máu từ cầu thận. Thì ngược lại, tiểu máu không từ cầu thận thì hầu hết các trường hợp lại là tiểu máu đại thể, màu sắc thường là màu đỏ tươi, có cục máu đông đi kèm. Những cái biểu hiện bệnh lý đi kèm để gợi ý bệnh cầu thận thì gần như không thấy. Nhưng những cái biểu hiện rối loạn triệu chứng mà rối loạn đi tiểu như là tiểu lắt nhắt, tiểu gắt, đau hạ vị hoặc đau hông lưng, cơn đau quặn thận v.v. thì lại đi kèm. Và khi soi cặn lắng nước tiểu của những nhóm bệnh nhân này á, thì thấy là hồng cầu sẽ đồng dạng, không có hình ảnh hồng cầu hình nhẫn và gần như không có trụ hồng cầu. Đứng về mặt nguyên nhân của tiểu máu thì những nguyên nhân không từ cầu thận có thể liệt kê đó là chấn thương, sỏi, nhiễm trùng, lao hệ niệu hoặc là ung thư hệ niệu. Trong khi những nguyên nhân tiểu máu của cầu thận, ví dụ như là viêm cầu thận cấp hậu nhiễm liên cầu trùng hoặc những bệnh lý cầu thận nguyên phát khác như bệnh thận IgA, bệnh thận màng đáy mỏng, v.v. Ngoài ra, đối với nguyên nhân tiểu máu này còn một nhóm, đó là thuộc vào nhóm bệnh lý toàn thân gây ra chảy máu tại đường tiểu, như là bệnh cảnh rối loạn đông máu, DIC, hemophilia hoặc là bệnh nhân có xuất huyết giảm tiểu cầu, v.v. Thì đây là hình ảnh của soi tư cặn lắng nước tiểu để giúp cho ta phân định được cái nguồn gốc tiểu máu từ cầu thận hoặc không cầu thận. Hình bên trái, tay trái của các bạn đó là hình ảnh hồng cầu của tiểu máu không từ cầu thận. Có nghĩa là hình ảnh hồng cầu rất là đồng dạng và đó là hình hồng cầu hình lõm. Hình ảnh hồng cầu gợi ý không từ cầu thận đó là hồng cầu đồng dạng. Và đồng về kích thước với nhau và đó là hình đĩa không nhân hai mặt lõm. Còn trong khi tiểu máu mà có nguồn gốc từ cầu thận thì ở đây chúng ta thấy hình ảnh của hồng cầu acanthocyte hay hồng cầu hình nhẫn, nó hình ảnh nó rất là giống với một cái chiếc nhẫn kim cương, để cho thấy đó là cái sự biến dạng của hồng cầu khi mà nó thoát qua màng đáy của cầu thận. Đây là hình ảnh trụ hồng cầu, là một hình ảnh
mặc dù trên lâm sàng thì khi chúng ta soi tươi rất ít khi nào chúng ta có thể thấy được hình ảnh này, là bởi vì đây là hồng cầu, nó trụ hồng cầu nó rất là hình ảnh trụ hồng cầu trên lâm sàng rất ít trường hợp, rất ít khi nào chúng ta có thể quan sát được, bởi vì nó rất là dễ bị vỡ đi do cái tốc độ quay ly tâm của nước tiểu. Và nhưng một khi chúng ta thấy được hình ảnh này thì đó là một cái hình ảnh cực kỳ đặc hiệu cho cái tiểu máu có nguồn gốc từ cầu thận. Về nguyên nhân của hội chứng viêm cầu thận cấp thì chúng ta có thể có các nhóm nguyên nhân như sau, đó là nhóm nhiễm trùng như là viêm cầu thận cấp, hậu nhiễm liên cầu trùng, viêm nội tâm mạc tán cấp, thương hàn, viêm gan siêu vi B, hoặc là do virus như là sởi, quai bị hoặc thủy đậu. Những cái nhóm bệnh hệ thống như là lupus ban đỏ, Hennox coli, Wiesbacher, bệnh lý di truyền như bệnh thận màng đáy mỏng, và những cái nhóm bệnh cầu thận nguyên phát, ví dụ như bệnh thận IgA, viêm cầu thận tăng sinh màng hoặc tăng sinh trung mô, hoặc viêm cầu thận tơ huyết. Thì ở đây xin trình bày một cái bệnh cảnh lâm sàng của viêm cầu thận cấp khá là thường gặp trên thường gặp đối với những bệnh nhân ở bệnh thận, đó là viêm cầu thận cấp hậu nhiễm liên cầu trùng. Đây là một cái di chứng của một cái nhiễm trùng hầu họng hoặc nhiễm trùng da do một số chủng Streptococci beta 8 viết nhóm A gây viêm thận, với thời gian ủ bệnh khoảng từ 8 đến 12 ngày đối với nhiễm trùng hầu họng, hoặc là 10 đến 21 ngày đối với nhiễm trùng da. Và trên lâm sàng bệnh nhân sẽ có cái tình trạng là phù toàn thân, có thể kèm theo tiểu ích, tăng huyết áp và có thể thiểu niệu. Bệnh nhân sẽ có cái phản ứng huyết thanh với protein của liên cầu trùng giúp ích cho chẩn đoán, người ta gọi đó là anti-streptolysin O. Và những cái cận lâm sàng khác để ủng hộ cho chẩn đoán đó là có giảm bổ thể trong máu như là giảm C3 nhưng C4 lại bình thường, và thời gian thường thì kéo dài đến 8 tuần. Chúng ta đi qua cái hội chứng viêm ống thận mô kẽ cấp, nó là một cái dạng khác của hội chứng viêm thận cấp. Thì cái nguyên nhân của viêm ống thận mô kẽ cấp thì hầu hết trên 75% trường hợp là do thuốc, mà nổi bật đó là nhóm thuốc kháng sinh, nhóm kháng viêm không steroid, nhóm captopril, lợi tiểu, mà lợi tiểu furosemide hoặc thiazid là nổi bật. Ngoài ra đó là nhóm ức chế bơm proton, phenytoin, carbamazepine hoặc là allopurinol. Một cái tỷ lệ nhỏ hơn đó là bệnh lý hệ thống như lupus ban đỏ, thải ghép cấp như trong những bệnh nhân có ghép thận, hoặc là những nguyên nhân nhiễm trùng, và mất rất ít tỷ lệ đó là bệnh nhân có cái viêm thận kẽ cấp mà vô căn. Thì theo một nghiên cứu năm 2010 của tác giả Manuel thì người ta nhận thấy rằng gần như các trường hợp viêm thận kẽ cấp do thuốc trên lâm sàng đều biểu hiện tình trạng đó là suy thận cấp. Ngoài ra những cái biểu hiện khác có thể gặp đó là tình trạng tiểu protein, có thể ngưỡng thận hư hoặc dưới ngưỡng thận hư, tiểu bạch cầu, tiểu máu vi thể, đau suy thận cấp cần phải chạy thận nhân tạo. Ngoài ra những cái biểu hiện mà để thấy được trên lâm sàng như là đau khớp, sốt và phát ban da thì một cái tam chứng kinh điển này hầu lại không gặp nhiều trong những trường hợp viêm thận kẽ cấp cho thuốc. Người ta nhận thấy chỉ khoảng dưới 30% các trường hợp có các triệu chứng này. Thì cái phát ban da trong viêm thận kẽ cấp cho thuốc ở đây là nó đặc trưng bằng tình trạng là sẩn mảng hồng ban tập trung ở cái vùng thân mình, thân trên, vùng ngực, lưng hoặc bụng và có thể kèm ngứa. Như vậy, đối với viêm thận kẽ cấp do thuốc, bên cạnh những cái gợi ý, dấu chứng gợi ý trên xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu như là tiểu protein, tiểu mủ, tiểu bạch cầu mà đặc biệt là bạch cầu ái toan, tiểu máu hay là có trụ bạch cầu trong nước tiểu, thì sẽ có một số cái đặc trưng khác trên xét nghiệm vệ sinh hóa như là có tình trạng suy thận biểu hiện bằng tăng bun creatinine huyết thanh, tăng hoặc hạ kali máu, có toan chuyển hóa mà tăng clo, và đặc biệt là phân xuất thải natri, nếu tính được thì những cái trường hợp này sẽ trên 1%. Trong công thức máu đôi khi sẽ thấy có tình trạng tăng bạch cầu ái toan, và hay gặp là do cái nhóm viêm thận kẽ cấp mà do beta lactam. Chức năng gan có thể thay đổi do tổn thương gan do thuốc hoặc là tăng immunoglobulin E trong máu để gợi ý có tình trạng dị ứng đi kèm. Và đây là hình ảnh cho thấy đó là
có tiểu bạch cầu, một cái dấu chứng khá đặc trưng cho viêm thận kẽ cấp mà do thuốc. Với một số cái kỹ thuật nhuộm đặc biệt như là nhuộm Jim Sa, nhuộm Hansen và nhuộm Rai thì chúng ta có thể biết được cái loại bạch cầu trong nước tiểu đó là loại nào, và cần phải chứng minh được đó là tiểu bạch cầu eosinophil trong viêm thận kẽ cấp mà nghi do thuốc. Đến hội chứng tiếp theo đó là bất thường nước tiểu không triệu chứng. Thì như tên gọi của hội chứng, trên lâm sàng ở những nhóm này bệnh nhân hoàn toàn không có biểu hiện gì đặc biệt mà chỉ vô tình phát hiện được những cái dấu chứng bất thường trong xét nghiệm nước tiểu. Những dấu chứng bất thường đó bao gồm tình trạng tiểu máu đơn độc, có nghĩa là không kèm theo tiểu protein, không có nhiễm trùng tiểu, không có suy thận, không có cao huyết áp. Có thể tiểu protein đơn độc, có nghĩa là không kèm theo tiểu máu, không kèm cao huyết áp, nhiễm trùng tiểu hay suy thận. Và đối với tiểu protein đơn độc thì ở đây họ phân làm tiểu protein đơn độc mà lành tính chiếm khoảng 80%, thì thường cái mức độ tiểu protein này nó dưới 1 gram trong 24 giờ do những nguyên nhân sinh lý, hoặc là những cái tiểu protein mang tính chất chức năng, tiểu protein từng đợt hoặc tiểu protein tư thế, và tiên lượng của nhóm này thường là tốt. Trong khi cái nhóm tiểu protein đơn độc kéo dài persistent chiếm khoảng 25% trường hợp thì thường sẽ liên quan tới những cái bệnh lý tại chủ mô thận, ví dụ như cái nhóm mà sơ tra cầu thận khu trú từng bùng, viêm cầu thận tăng sinh khu trú hoặc loang tỏa. Mặc dù mình thấy tiên lượng khá tốt, tuy nhiên khoảng 20-40% sẽ diễn tiến đến suy thận mãn sau khoảng 20 năm. Một cái bất thường nước tiểu không triệu chứng thứ ba đó là tiểu bạch cầu, mà theo định nghĩa của CDC được gọi là tiểu bạch cầu khi có trên 10 bạch cầu trên 1 mm khối nếu dùng đường đếm, hoặc tương ứng với 3 bạch cầu trên quang trường 40 nếu dùng tiêu chuẩn của soi tư cận lắng nước tiểu và mẫu nước tiểu này không quay ly tâm. Còn theo tác giả Silver năm 2015, tiểu bạch cầu vô khuẩn được gọi là khi có tiểu bạch cầu và không có vi trùng trong nước tiểu bằng xét nghiệm cấy nước tiểu. Và như vậy, trên lâm sàng chỉ gợi ý tiểu bạch cầu khi nước tiểu có tiểu đục mà thôi. Như vậy, bạch cầu trong nước tiểu có nguồn gốc từ đâu? Có hai cái nguồn gốc chính, một là có liên quan đến nhiễm khuẩn và hai là không liên quan đến nhiễm khuẩn. Đối với nhóm không liên quan nhiễm khuẩn thì người ta chia một cách gọi là dễ nhớ, đó là nguyên nhân tại thận và nguyên nhân tại đường niệu. Những nguyên nhân tại thận được liệt kê ở đây đó là nhóm bệnh cầu thận như viêm cầu thận cấp hay viêm cầu thận mãn, nguyên phát hoặc thứ phát, hoặc là hội chứng thận hư nguyên phát hoặc thứ phát. Và nhóm bệnh thứ hai đó là bệnh lý của ống thận mô kẽ như viêm thận kẽ cấp, mạn, bệnh thận do thuốc giảm đau, thận đa nang. Nhóm bệnh mạch máu thận hoặc là thải ghép cấp, thải ghép mạn trên bệnh nhân đã có ghép thận. Và những cái nhóm nguyên nhân tại đường niệu như là sỏi niệu, bệnh thận trào ngược hoặc là thận ứ nước. Những cái liên quan đến nhiễm khuẩn thì có thể gặp là nhiễm khuẩn từ đường tiết niệu hoặc là những nhiễm khuẩn ngoài đường tiết niệu nhưng do cái quá trình lấy nước tiểu bệnh nhân làm dây nhiễm vào nước tiểu. Thì nhiễm khuẩn từ đường tiểu như là nhiễm trùng tiểu hoặc là viêm tiền liệt tuyến cấp. Nhiễm khuẩn ngoài đường tiểu thì thường nhất là cái nhóm mà nhiễm trùng phụ khoa, viêm phần phụ đối với nữ giới, hoặc là đối với nam giới thì có thể gặp là viêm quy đầu hoặc là bệnh lý lây truyền qua đường tình dục, như là do những cái tác nhân đặc biệt như chlamydia, lậu, mycoplasma hoặc uroplasma. Một cái hội chứng tiếp theo được kể đến đó là hội chứng khiếm khuyết ống thận. Thì khiếm khuyết về ống thận ở đây người ta chia làm hai nhóm, đó là khiếm khuyết về mặt chức năng và khiếm khuyết về mặt cấu trúc. Trong cái khiếm khuyết về mặt chức năng thì đặc trưng nhất đó là hội chứng Fanconi. Thứ hai nữa là có thể toan huyết ống thận hoặc đái tháo nhạc do thận. Những khiếm khuyết về cấu trúc như thận đa nang, nang tủy thận hoặc xốp tủy thận. Những cái hội chứng này thì thực tế trên lâm sàng rất ít khi nào có những cái biểu hiện triệu chứng mà nó đặc hiệu. Tuy nhiên nếu như mà ví dụ như hội chứng khiếm khuyết về chức năng, nếu như mà vô tình bệnh nhân thử những cái xét nghiệm cận lâm sàng mà gợi ý thì có thể nghĩ đến tới những cái khiếm khuyết về ống thận. Tiếp theo đó là hội chứng khiếm khuyết ống thận. Thì khiếm khuyết ống thận được chia làm hai nhóm, đó là khiếm khuyết về mặt chức năng và khiếm khuyết về mặt cấu trúc. Các khiếm khuyết về mặt chức năng có thể kể đến như là hội chứng Fanconi, toan huyết ống thận, đái tháo nhạc do thận
Mà thực tế trên lâm sàng triệu chứng đôi khi khá mơ hồ và không đặc hiệu, trong khi những cái khiếm khuyết về mặt cấu trúc như bệnh thận đa nang, nang tủy thận và sốc tủy thận, bệnh nhân có thể đến với chúng ta với những cái bất thường trên hình ảnh học. Ví dụ đầu tiên đó là bệnh thận đa nang. Đây là một loại bệnh lý bẩm sinh di truyền theo gen trội trên nhiễm sắc thể thường và khoảng 5% bệnh nhân không có tiền căn gia đình. Và mỗi một người con sẽ có khoảng 50% nguy cơ mắc bệnh. Nó liên quan tới đột biến gen mã hóa màng bào tương polycystin 1 hoặc là 2, liên quan đến điều hòa phát triển hệ thống ống và mạch máu tại thận, gan, tim, não và tủy. Như vậy, biểu hiện lâm sàng của thận đa nang có thể là nhóm triệu chứng liên quan đến thận và nhóm triệu chứng ngoài thận. Với những triệu chứng tại thận, ví dụ như là đau hông lưng, tiểu máu đại thể hoặc vi thể, đặc biệt sau một hoạt động gắng sức, hoặc bệnh nhân có thể tăng huyết áp sớm, diễn tiến đến suy thận mạn giai đoạn cuối khoảng tầm 50 đến 60 tuổi. Còn những cái biểu hiện ngoài thận có thể kể đến như là bệnh nhân tình cờ phát hiện cái nang ở gan, ở túi tinh, màng nhện hoặc ở tụy, có thể có phình mạch não hoặc phình bóc tách động mạch chủ ngực, sa van hai lá, giãn phế quản hoặc có bệnh lý túi thừa đại tràng. Như vậy, không phải dựa vào số lượng nang ở thận để nói rằng bệnh nhân này có thận đa nang, mà người ta sẽ có cái tiêu chuẩn chẩn đoán dựa theo cái số lượng nang ở thận một hoặc hai bên và tùy theo độ tuổi thì cái xét nghiệm nó sẽ có giá trị tương đoán dương và độ nhạy để chẩn đoán bệnh khác nhau. Hội chứng Fanconi là một cái khiếm khuyết của ống thận, là liên quan đến khiếm khuyết chức năng của ống lượng gần và được đặc trưng bằng tình trạng rối loạn tái hấp thu của các chất qua nước tiểu, như là có đường trong nước tiểu, amino acid, phosphate và bicarbonate. Những nguyên nhân của hội chứng Fanconi có thể là do những cái rối loạn về chuyển hóa, hoặc là do ngộ độc kim loại nặng, chì, thủy ngân, hoặc là do nhóm nguyên nhân vô căn. Và biểu hiện lâm sàng của hội chứng Fanconi thì khá là mơ hồ, đôi khi các bạn nhìn thấy chỉ là những cái bất thường trên cái xét nghiệm cận lâm sàng. Ví dụ như có đường trong nước tiểu là do giảm tái hấp thu đường, hoặc là có phosphate trong nước tiểu có thể sẽ làm dẫn đến tình trạng là nhuyễn xương hoặc còi xương. Amino acid niệu là liên quan đến giảm tái hấp thu amino acid, hoặc toan hóa ống thận là làm giảm tái do giảm tái hấp thu bicarbonate ống lượng gần, hoặc là rối loạn điện giải, hạ natri máu, hạ kali máu kéo dài có thể gây ra hạ các huyết áp, kiềm chuyển hóa hoặc là yếu cơ. Bệnh nhân có thể tiểu nhiều, uống nhiều và có tình trạng mất nước do giảm khả năng lọc và tái hấp thu thích hợp của ống lượng xa và ống gót, hoặc tăng canxi niệu, protein niệu là ở mức độ thấp. Hội chứng tiếp theo nữa đó là hội chứng nhiễm trùng tiểu. Thì trong cái phân loại nhiễm trùng tiểu, người ta phân làm hai nhóm, đó là nhiễm trùng tiểu trên và nhiễm trùng tiểu dưới theo cấu trúc giải phẫu. Đối với nhiễm trùng tiểu trên thì có thể có đó là viêm đài bể thận hoặc là viêm tuyến tiền liệt. Còn nhiễm trùng tiểu dưới thì đó là viêm màng quang hoặc là viêm niệu đạo. Về định nghĩa, nhiễm trùng tiểu thì bao gồm đó là có vi trùng niệu có ý nghĩa kèm hoặc không kèm với triệu chứng lâm sàng. Vi trùng niệu có ý nghĩa là khi có trên 10 mũ 5 cúm vi khuẩn trong 1 ml nước tiểu. Còn vi trùng niệu không có triệu chứng là khi vẫn thỏa trên 10 mũ 5 cúm trên 1 ml nước tiểu ở hai mẫu nước tiểu liên tiếp đối với nữ hoặc một mẫu nước tiểu đối với nam và không có triệu chứng trên lâm sàng. Nhiễm trùng tiểu dưới là khi nhiễm trùng ở những cái vị trí như bàng quang, niệu đạo, tiền liệt tuyến và hầu hết các trường hợp đó là viêm màng quang cấp. Nhiễm trùng tiểu trên đó là nhiễm trùng tại thận, tại niệu quản, nhưng mà hầu hết nó là nhiễm trùng tại thận hay là bệnh cảnh viêm đài bể thận cấp. Nhiễm trùng tiểu tái nhiễm là nhiễm trùng tiểu trở lại với tác nhân vi khuẩn lần sau khác với lần đầu và thường là sẽ nhạy với kháng sinh, trong khi nhiễm trùng tiểu tái phát là nhiễm trùng tiểu lại với tác nhân vi khuẩn lần sau giống hệt với lần đầu và thường những trường hợp này là đề kháng với kháng sinh. Về phân loại nhiễm trùng tiểu thì người ta có thể chia làm nhiễm trùng tiểu đơn giản hoặc nhiễm trùng tiểu phức tạp dựa trên cái đối tượng đang nghi ngờ nhiễm trùng tiểu. Nếu đó là người phụ nữ không mang thai, tiền mãn kinh, không có bất thường về cấu trúc và chức năng đường niệu cũng như không có bệnh đi kèm thì người ta xếp vào nhóm nhiễm trùng tiểu đơn giản. Còn đối với những trường hợp đó là nam giới hoặc nữ mà có thai, bất thường cấu trúc, có chức năng bất thường chức năng đường niệu, đặc song tiểu, suy giảm miễn dịch kèm theo
như là bệnh nhân có đái tháo đường, ghép thận, có suy thận, thì những đối tượng này được xếp vào nhóm nhiễm trùng tiểu phức tạp. Về dịch tiểu học của nhiễm trùng tiểu thì người ta nhận thấy nhiễm trùng tiểu có hai cái đỉnh tuổi. Một, đó là nếu là nữ thì từ 20 đến 30 tuổi. Còn sau 50 tuổi thì có thể gặp đồng đều ở cả hai giới. Tuy nhiên, nếu ở trẻ em thì nhiễm trùng tiểu thường hay gặp ở phái nam hơn, với tỷ lệ nhiễm trùng ở trẻ nhũ nhi là khoảng 1%, và nam có thể gặp 4 lần nữ. Và tỷ lệ nhiễm trùng tiểu ở phái nữ này gia tăng dần theo thời gian, theo tuổi. Sau 5 tuổi thì gần như nhiễm trùng tiểu ở nữ sẽ nhiều hơn nam. Vì sao vậy? Vì cấu trúc giải phẫu của đường tiểu của người nữ ngắn hơn người nam. 20% người nữ từ 20 đến 64 tuổi sẽ có ít nhất một lần nhiễm trùng tiểu trong cuộc đời. Và những người phụ nữ nào mà trong độ tuổi sinh đẻ hoặc là nhiễm trùng tiểu, cái tỷ lệ nhiễm trùng tiểu đó sẽ cao gấp 50 lần so với nam giới. Và đối với nhiễm trùng tiểu mà không triệu chứng thì người ta cũng nhận thấy ở phụ nữ cũng chiếm tỷ lệ nhiều hơn nam, đặc biệt nếu là phụ nữ mà mang thai, với tỷ lệ dao động từ 3 đến 10%. Về chẩn đoán nhiễm trùng tiểu, tiêu chuẩn đòi hỏi ít nhất phải có hai yếu tố sau đây, hai trong ba yếu tố sau đây. Thứ nhất là về lâm sàng, thứ hai tiểu bạch cầu và thứ ba là tiểu vi khuẩn. Đối với mặt lâm sàng, đó là bệnh nhân có cái hội chứng niệu đạo cấp như là tiểu gấp, tiểu lắc nhắc. Bệnh nhân có thể có tiểu máu, tiểu đục hoặc đau hạ vị kèm theo, sốt, đau hông lưng và rung thận dương tính. Tiểu bạch cầu được phát hiện một là dùng que nhúng dipstick thấy được cái phản ứng leukocyte estera dương tính, hoặc là mình soi cặn lắng nước tiểu thấy trên 5 bạch cầu trên quang trường 40. Thứ ba là tiểu vi khuẩn thì có những cái bằng chứng gián tiếp trên xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu để phát hiện đó là tiểu vi khuẩn như là phản ứng nitrit, hoặc là mình có thể soi nhượng gram nước tiểu trực tiếp để thấy được vi khuẩn, hoặc là tiêu chuẩn vàng đó là phải cấy nước tiểu dương tính. Những cái bệnh cảnh lâm sàng của nhiễm trùng tiểu có thể kể đến ở đây, thường gặp trên lâm sàng đó là viêm màng quang cấp, hoặc viêm niệu đạo cấp, viêm tiền liệt tuyến cấp và viêm đài bể thận cấp. Đối với viêm màng quang cấp, những cái biểu hiện trên lâm sàng hay gặp đó là hội chứng niệu đạo cấp, đau vùng trên xương mu, bệnh nhân có tiểu đục, tiểu máu chiếm khoảng 1/3 trường hợp. Viêm niệu đạo cấp, bệnh nhân sẽ có hội chứng niệu đạo cấp, có chảy mủ từ lỗ niệu đạo, liên quan đến những cái bệnh lý lây truyền qua đường tình dục như là những cái tác nhân chlamydia hoặc là lậu. Viêm tiền liệt tuyến cấp đặc trưng sẽ là sốt cao, lạnh run, đau vùng trên xương mu và vùng gần hậu môn, và khi thăm khám trực tràng sẽ thấy tiền liệt tuyến to, nóng và đau. Viêm đài bể thận cấp thì bệnh nhân sẽ có sốt cao, lạnh run, đau vùng hông lưng, rung thận dương tính và có thể kèm theo hội chứng niệu đạo cấp. Đây là những cái yếu tố nguy cơ của nhiễm trùng tiểu. Như là người già, phụ nữ mang thai, hoặc là những cái dị vật ở trong đường tiểu, mà một trong những cái dị vật hay gặp đó là tắc thông niệu đạo, hoặc là bệnh nhân thực hiện những cái thủ thuật gần đây như là nội soi bàng quang, chụp niệu đạo ngược dòng, vân vân. Tình trạng tắc nghẽn đường tiểu cũng được xếp vào nhóm yếu tố nguy cơ của nhiễm trùng tiểu. Những cái tắc nghẽn này có thể là do nguyên nhân cơ học từ phía bên trong lòng của đường tiểu như là sỏi hoặc là cục máu đông, ở phía trên thành đường tiểu như là có tình trạng xơ hóa viêm mãn tính như lao, hoặc là từ ngoài chèn vào, ví dụ như là các khối u bướu hạch của vùng bụng chậu chèn ép vào đường tiểu. Cận lâm sàng để chẩn đoán nhiễm trùng tiểu thì ở đây có nhóm là soi tươi, xét nghiệm soi tươi nước tiểu, hoặc là dùng que nhúng dipstick, cấy nước tiểu là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán nhiễm trùng tiểu, và hình ảnh học được xem là một cái xét nghiệm để hỗ trợ tìm thêm các yếu tố nguy cơ của nhiễm trùng tiểu như là các hình ảnh về tắc nghẽn đường tiểu. Đối với soi tươi nhuộm gram thì chỉ cần thấy trên 1 vi khuẩn trên quang trường vật kính dầu hoặc trên 10 bạch cầu trên quang trường 40 thì người ta có thể nghĩ đến nhiễm trùng tiểu, bởi vì tiểu bạch cầu đây là chỉ điểm để phân biệt nhiễm trùng tiểu này thật sự hay chỉ là do dây nhiễm từ phía ngoài vào, với độ nhạy khoảng 90% và độ đặc hiệu cũng khoảng 89%. Về que nhúng dipstick thì có nhiều cái yếu tố trong đó để có thể gợi ý đến nhiễm trùng tiểu như là phản ứng nitrit, độ nhạy khá thấp, tuy nhiên độ đặc hiệu rất là cao,
85 đến 90% và chỉ dùng khi lâm sàng gợi ý nhiễm trùng tiểu. Tuy nhiên, phản ứng này có thể âm tính giả trong trường hợp là bệnh nhân ăn ít nitrat, dùng loại tiểu nhiều, nước tiểu nhiễm trùng mà do vi khuẩn không có chứa mang nitrat reductase để chuyển đổi cái nitrat thành nitrit, như là nhiễm những cái tác là tác nhân như Staphylococcus, Enterococcus, Pseudomonas. Thứ hai nữa là cái phản ứng leukocyte estera dương tính. Nếu mà dùng cái tiêu chuẩn này thì có thể có độ nhạy từ 75 đến 95%, nhưng độ đặc hiệu thì rất cao, 98%. Và nếu chúng ta phối hợp với cái tiêu chuẩn leukocyte estera và nitrit thì sẽ góp phần làm tăng cái độ nhạy của chẩn đoán nhiễm trùng tiểu và độ đặc hiệu gần như là 100%. Và cái nước tiểu thì tiêu chuẩn cái nước tiểu sẽ phụ thuộc vào cái phương pháp lấy nước tiểu. Nếu chúng ta bệnh nhân tự đi tiểu được, lấy nước tiểu giữa dòng và đó là người nữ mà có triệu chứng lâm sàng thì chỉ cần trên 10 mũ 3 khấm coliform trên 1ml hoặc trên 10 mũ 5 khấm nhưng không phải coliform. Đối với người nam mà có triệu chứng lâm sàng thì phải trên 10 mũ 3 khấm coliform trên ml. Còn nếu như bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng gì thì phải trên 10 mũ 5 khấm coliform và phải thỏa cùng một loại vi khuẩn qua 2 lần cấy liên tiếp. Nếu chúng ta bệnh nhân không tự đi tiểu được mà phải đặt xong tiểu thì phải trên 10 mũ 3 khấm coliform trên ml. Trong trường hợp đặt xong tiểu khó cần phải chọc hút bàng quang trên xương mu thì chỉ cần 10 mũ 2 khấm coliform trên ml là đủ để chẩn đoán là nhiễm trùng tiểu. Đối với cái nước tiểu và lấy nước tiểu giữa dòng thì số lượng khấm vi khuẩn trên 10 mũ 5 sẽ khẳng định nhiễm trùng tiểu. Từ 10 mũ 4 đến 10 mũ 5 thì có thể do dây nhiễm hoặc nếu nghi ngờ thì chúng ta sẽ cho cấy lại. Còn nếu dưới 10 mũ 4 khấm coliform trên ml thì nhiều khả năng đó là dây nhiễm hoặc là không phải nhiễm trùng tiểu. Về định danh của vi khuẩn thì yêu cầu đó là phải là khuẩn vi khuẩn E. coli hoặc là coliform hoặc là phải trên hai loại vi khuẩn khác nhau thì khả năng nhiều đó là do dây nhiễm và cần phải cấy lại. Đối với kháng sinh đồ thì đa số cái nhiễm trùng tiểu thường là do tác nhân E. coli, trên 80% là nhạy nhiều với kháng sinh trong trường hợp nhiễm trùng tiểu đơn giản. Còn những nhiễm trùng tiểu mà phức tạp bệnh những vi khuẩn đề kháng với kháng sinh. Hội chứng sỏi niệu, hội chứng sỏi niệu được phát hiện thứ nhất đó là nhìn thấy sỏi. Nếu dựa vào lâm sàng, bệnh nhân có thể tiểu ra cục sỏi hoặc là bệnh nhân có biểu hiện của cơn đau quặn thận do sỏi, có tắc nghẽn đường tiểu do sỏi, ví dụ như bệnh nhân bí tiểu. Và trên cận lâm sàng thì tình cờ phát hiện qua những cái xét nghiệm hình ảnh học như là siêu âm bụng, X-quang mà KUB, CT scan bụng hoặc nội soi và cuối cùng đó là nếu mà phẫu thuật thấy được cục sỏi. Bệnh nhân có sỏi niệu lần đầu thì sẽ có nguy cơ bị tiếp tục lần thứ hai với tỷ lệ khoảng 50% trong vòng 5 năm và 80% trong vòng 20 năm. Những cái tinh thể trong nước tiểu thì không đồng nghĩa là bệnh nhân có sỏi niệu. Hầu hết các loại sỏi đó là sỏi canxim oxalat, sỏi cản quang liên quan đến tăng thải canxi niệu hoặc là oxalat niệu hoặc là giảm citrate niệu. Những cái sỏi urat thì liên quan đến tăng acid uric và đặc trưng đó là sỏi không cản quang. Hội chứng bế tắc đường tiểu thì theo cái cấu trúc giải phẫu như đã trình bày trong hội chứng nhiễm trùng tiểu thì người ta cũng sẽ chia làm hai nhóm, đó là tắc nghẽn đường tiểu trên nếu lấy cái vị trí đó là hai niệu quản cắm vào bàng quang trở lên, và từ cái vị trí niệu quản cắm vào bàng quang trở xuống thì sẽ gọi là tắc nghẽn đường tiểu dưới. Nếu nó là tắc nghẽn cấp tính thì người ta có tên khác đó là bí tiểu cấp, mãn tính thì gọi là bí tiểu mạn, hoặc có thể gặp bí tiểu cấp trên nền bí tiểu mãn. Về lâm sàng như thế nào để gợi ý đó là cấp tính, bế tắc đường tiểu mà cấp tính hoặc là mãn tính. Nếu như bệnh nhân đột ngột không đi tiểu được, đau tức dữ dội vùng hạ vị, rặn tiểu mà không được và khám thấy có cầu bàng quang thì đó là một cái tắc nghẽn cấp tính của đường tiểu dưới hay còn gọi là bí tiểu cấp. Còn tắc nghẽn mãn tính đó là khi bệnh nhân chậm khởi phát dòng nước tiểu, tiểu phải rặn, dòng nước tiểu yếu hoặc là dòng nước tiểu lúc mạnh lúc yếu. Lúc kết thúc đi tiểu thì thấy tiểu nhỏ giọt và cảm giác là tiểu không hết. Thì những yếu tố này xảy ra một thời gian kéo dài từ vài tháng trở lên sẽ gợi ý đến một cái bí tiểu mãn tính. Cái hội chứng tiếp theo sau đây đó là hội chứng tăng huyết áp. Thì theo cái cập nhật mới nhất của hội tim mạch mà châu Âu thì người ta đã đưa ra cái mức độ, cái mức để đánh, để chẩn đoán đó là tăng huyết áp, đó là
nếu tối ưu đó là huyết áp dưới 120 tâm thu và dưới 80 là tâm trương. Gọi là tăng huyết áp khi mà bắt đầu là huyết áp tâm thu từ 140 mm thủy ngân trở lên và huyết áp tâm trương là từ 90 mm thủy ngân trở lên. Và người ta có những cái mức độ để chia là tăng huyết áp độ 1, độ 2 hoặc là độ 3. Tuy nhiên, để tiếp cận một bệnh nhân tăng huyết áp mà trên bệnh nhân nghi ngờ có bệnh thận thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì? Thứ nhất là chắc chắn là phải đo huyết áp để phân loại, đánh giá cái mức độ tăng huyết áp. Thứ hai là phải tìm tổn thương cơ quan đích và đặc biệt là phải xem rằng cái tổn thương cơ quan đích đó của cao huyết áp đó đã có ảnh hưởng lên thận hay chưa. Thứ ba là những yếu tố nguy cơ tim mạch đồng thời như là tuổi, chủng tộc, có bệnh thận mãn kèm theo hay không, có rối loạn lipid máu, hút thuốc lá, béo phì hay là có vi đạm niệu, phì đại thất trái hoặc là tiền sử gia đình gợi ý có bệnh lý động mạch đi kèm hay không. Những cái bệnh nền nội khoa kèm theo cũng như là cố gắng tìm các nguyên nhân của tăng huyết áp, thời gian và mức độ nặng của tăng huyết áp như là bệnh nhân có biểu hiện nhìn mờ, giảm thị lực, có tình trạng đau đầu, buồn nôn hoặc là có bệnh não để tăng huyết áp trước đó hay không. Về đánh giá chế độ ăn của những bệnh nhân này cũng là một yếu tố quan trọng cần lưu ý và tiền sử dùng thuốc, đặc biệt là nhóm thuốc kháng viêm không steroid. Về đặc điểm để gợi ý tăng huyết áp là do những cái bệnh lý mạch máu ở thận. Thứ nhất đó là một cái tăng huyết áp khởi phát sớm dưới 30 tuổi hoặc là muộn trên 50 hoặc 60 tuổi. Thứ hai là bệnh nhân đang điều trị tăng huyết áp vô căn nhưng mà huyết áp này không kiểm soát được bằng thuốc. Thứ ba, giảm độ lọc cầu thận khi đang điều trị tăng huyết áp vô căn. Thứ tư, bệnh nhân có tình trạng phù phổi cấp là một cái biến chứng nặng lên tim của tăng huyết áp, hoặc là bệnh nhân đang có tình trạng suy thận tiến triển hoặc suy tim kháng trị. Đây là những yếu tố gợi ý để tìm nguyên nhân bệnh lý mạch máu thận gây ra tăng huyết áp. Những cái yếu tố để có thể phân biệt một cái tăng huyết áp mà do sơ vữa động mạch hoặc là do sợ loạn sản mà sợi cơ. Thứ nhất, nếu là cái nhóm sơ vữa động mạch thì thường tuổi khởi phát trễ trên 50 tuổi, người nam hay gặp hơn, tần suất khá nhiều, vị trí thì thường ở một vị trí đơn độc, tiến triển hay gặp tiến triển đến suy thận giai đoạn cuối, điều trị thì có thể là tạo hình mạch máu hoặc đặt stent và hầu hết những cái tăng huyết áp này không có tự hết, trong khi những cái loạn sản sợi cơ đó thì thường gặp ở những đối tượng trẻ hơn, khoảng 30-40 tuổi, nữ nhiều hơn nam, tần suất thì ít gặp, hay gặp ở những cái vị trí ngoại biên và nhiều vị trí nhưng không thường diễn tiến đến suy thận giai đoạn cuối, thường 74% bệnh nhân có thể tự hết sau trong vòng 1 năm. Chúng ta sẽ tìm hiểu đến hai cái hội chứng sau cùng, đó là cái hội chứng về đánh giá tổn thương về mặt chức năng, đó là hội chứng suy thận. Thì suy thận cấp hay suy thận mãn đều có một cái đặc điểm chung, đó là giảm độ lọc cầu thận. Nếu nó gọi là cấp tính, khi nó thay đổi độ lọc cầu thận trong vòng vài giờ đến vài ngày và có thể hồi phục hoàn toàn hay hồi phục một phần chức năng thận. Kích thước thận hoàn toàn bình thường trên siêu âm, soi cặn nắng nước tiểu không có trụ rộng và tiền căn thì gần như không có những cái bệnh lý nào, để không có biểu hiện nào gợi ý có bệnh thận từ trước như cao huyết áp, đái tháo đường hoặc là viêm cầu thận. Trong khi cái nhóm mà suy thận mãn thì cái giảm độ lọc cầu thận này kéo dài và thậm chí là người ta đòi hỏi kéo dài trên 3 tháng. Chức năng thận gần như không hồi phục được, kích thước thận teo trên siêu âm, có trụ rộng trong nước tiểu là bằng chứng của các nephron phì đại hoạt động bù trừ cho các nephron đã chết. Và bệnh nhân thường có những cái bệnh lý đi kèm để gợi ý là nguyên nhân của bệnh thận như là tăng huyết áp, đái tháo đường. Biểu hiện duy nhất trên lâm sàng của hai hội chứng này đó là tình trạng thiểu niệu và vô niệu, nhưng mà hầu hết không phải mọi trường hợp đều gặp. Thế nào được gọi là vô niệu? Vô niệu nghĩa là thận không tạo ra được nước tiểu, và bí tiểu phân biệt với bí tiểu đó là bế tắc đường tiểu dưới. Nếu mà vô niệu hoàn toàn đó là dưới 50ml một ngày, vô niệu không thì nó là dưới 100ml một ngày, thiểu niệu là dưới 400ml một ngày và trên 400ml một ngày sẽ được gọi là không thiểu niệu. Một số các thuật ngữ đã được thay đổi trong thời gian gần đây, đó là tổn thương thận cấp, đó là thay đổi cái độ lọc cầu thận này diễn ra từ vài giờ đến vài ngày và có hồi phục. Thứ hai là bệnh thận mãn, diễn tiến từ vài tháng đến vài năm và không hồi phục. Tổn thương thận cấp là một cái thuật ngữ để nói về cái chức năng của thận nó thay đổi rất là cấp tính, và hoại tử ống thận cấp đó là một cái thuật ngữ liên quan đến giải phẫu bệnh của thận, nó là một cái sang thương rất là đặc trưng hay gặp nhất của cái nguyên nhân gây ra tổn thương thận cấp.
Khái niệm tổn thương thận cấp đã được đưa ra và ứng dụng từ khoảng hơn 10 năm nay, kể từ năm 2004, được gọi là tổn thương thận cấp theo tiêu chuẩn của RIFO, đó là tăng creatinine máu trên 50% so với mức cơ bản trong vòng dưới 7 ngày, hoặc theo AKIN 2006, đó là tăng trên 0,3 mg trên decilit trong vòng 48 giờ, hoặc trên 50% so với mức cơ bản trong vòng 48 giờ. Theo Cardigo 2012 thì là tăng creatinine trên 0,3 mg trong vòng 48 giờ hoặc tăng trên 1,5 lần so với cơ bản trong vòng dưới 7 ngày. Và cả ba tiêu chuẩn này đều có chung một cái tiêu chuẩn về thể tích nước tiểu, đó là dưới 0,5 ml một ký một giờ trong vòng 6 giờ. Gần đây hơn nữa, Cardigo 2012 đã đưa ra một cái khái niệm, đó là khái niệm bệnh thận cấp, để nói lên những cái tổn thương nó không xảy ra rất là cấp tính như là tổn thương thận cấp, nhưng nó cũng không kéo dài như là những cái bệnh thận mãn mà nó ở đứng ở khoảng lưng chừng. Thì trong cái định nghĩa, trong cái tiêu chuẩn để nói về bệnh thận cấp, nó yêu cầu thứ nhất có thể đó là một cái tổn thương thận cấp, hoặc nếu cái độ lọc cầu thận này giảm dưới 60 ml một phút trên 1,73 m³/giây nhưng mà trong vòng dưới 3 tháng, hoặc có giảm độ lọc cầu thận trên 35%, hoặc tăng creatinine huyết thanh trên 50% trong vòng dưới 3 tháng. Và như vậy thì nguyên nhân của tổn thương thận cấp trên lâm sàng nó chia làm 3 nhóm chính: trước thận, tại thận hoặc là sau thận. Với những cái biểu hiện đó là thay đổi về màu sắc nước tiểu. Nếu là nhóm trước thận thì nước tiểu gần như là hoàn toàn bình thường, với soi tư cặn lắng nước tiểu là nước tiểu sạch, không có một cái trụ hoặc là tế bào gì đặc trưng. Thì ngược lại, cái nhóm mà hoại tử thận cấp, để nói về cái nguyên nhân tổn thương thận cấp tại thận, lâm sàng thì màu sắc nước tiểu có thể là chuyển màu xá xị, và soi tư cặn lắng nước tiểu có một cái hình ảnh khá là đặc trưng, đó là hình ảnh trụ hạt nâu bùn, muddy brown cast. Và cái nhóm mà suy thận cấp sau thận thì nó cũng thay đổi tùy theo cái nguyên nhân. Những cái cận lâm sàng để giúp chẩn đoán phân biệt tổn thương thận cấp trước thận và hoại tử ống thận cấp không chỉ dựa vào cái soi cặn lắng nước tiểu, mà chúng ta còn có những cái xét nghiệm về lâm sàng, cận lâm sàng khác, và như là xét nghiệm sinh hóa máu và xét nghiệm nước tiểu, phân xuất thải natri, chỉ số bun nhân creatinine, natri niệu, tỷ trọng nước tiểu, áp lực thẩm thấu niệu, thì các bạn có thể tham khảo thêm ở trên hình. Khái niệm bệnh thận mãn được chẩn đoán dựa vào những bất thường về cấu trúc và chức năng của thận xảy ra trong vòng ít nhất 3 tháng và biểu hiện bằng, thứ nhất là dấu chứng tổn thương thận, ít nhất một trong các tiêu chuẩn như là có albumin hiệu, có bất thường cặn lắng nước tiểu, có bất thường về điện giải để gợi ý cái khiếm khuyết của ống thận, bất thường các cấu trúc của thận trên siêu âm, và kế tiếp đó là nếu như bệnh nhân có ghép thận, hoặc nếu là bệnh nhân có bằng chứng mô giảm độ lọc cầu thận dưới 60 ml một phút trong 1,73 m³/giây thì người ta xếp loại đó là bệnh thận mãn. Biểu hiện lâm sàng của nhóm bệnh thận mãn này thường thì rất là mơ hồ trong những giai đoạn đầu, một khi bệnh nhân đã biểu hiện những cái dấu chứng như là hội chứng ure huyết cao hoặc là tăng axit máu, thì khi đó bệnh đã biểu hiện ở giai đoạn nặng. Biểu hiện của hội chứng ure huyết cao là những dấu chứng về lâm sàng và cận lâm sàng gây ra do sự tích tụ ure máu và làm rối loạn chuyển hóa của các cơ quan. Tuy nhiên, không phải chỉ có ure bị tích tụ mà còn có những cái sản phẩm khác liên quan tới cái nguồn gốc của nitrogen trong máu, như là các protein, các peptide hoặc axit amin, vân vân. Thì đây là những cái liệt kê về rối loạn các hệ cơ quan. Thì rất tiếc là ở những cái giai đoạn nặng này, cái biểu hiện tại thận gần như không có, mà bệnh nhân lại vay mượn triệu chứng của các cơ quan khác. Ví dụ như là tim mạch, bệnh nhân sẽ có biểu hiện tăng huyết áp, suy tim, bệnh mạch máu hoặc là bệnh màng ngoài tim. Bệnh nhân sẽ có biểu hiện trên hệ tiêu hóa, hơi thở mùi khai, có vị kim loại, hoặc là có tình trạng xuất huyết tiêu hóa do viêm loét dạ dày. Bệnh nhân có biểu hiện trên hệ thần kinh cơ như là rối loạn trí nhớ, mất ngủ, vật vã, hội chứng chân không yên, hoặc những biểu hiện trên huyết học như bệnh nhân có thiếu máu, rối loạn đông máu. Những cái thay đổi về điện giải, nước, thăng bằng, kiềm toan, bệnh nhân có thể có dư nước, hạ natri, tăng kali, hạ canxi và tăng phospho máu. Biểu hiện ngoài da là tăng sắc tố da, kèm ngứa. Biểu hiện trên hệ nội tiết chuyển hóa như là bệnh nhân có thể rối loạn kinh nguyệt, dễ sảy thai,
đường huyết tự nhiên trở nên ổn định trên một bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 đang điều trị. Thì cái hình ảnh ở cái slide này để nói về phân loại giai đoạn của bệnh thận mạn, thì người ta có thể dựa vào cái thay đổi độ lọc cầu thận để chia các giai đoạn bệnh thận từ giai đoạn 1 cho tới giai đoạn 5. Trong đó giai đoạn 3 thì chia làm hai nhóm 3A và 3B theo cái đánh giá của độ lọc cầu thận và phối hợp với cái đánh giá về albumin trong nước tiểu để phân chia các giai đoạn bệnh thận. Thì để kết thúc cái phần trình bày thì người ta thấy rằng là biểu hiện bệnh thận thì rất là phong phú và đa dạng, và tụ chung lại là nó xoay quanh vào 10 hội chứng trong thận học. Cái thông điệp cuối cùng trước khi kết thúc bài trình bày đó là cái ngày thận thế giới hàng năm người ta đưa ra, đó là ngày thứ năm vào tuần thứ hai tháng 3 hàng năm, để nói lên một điều đó là bệnh thận thì rất là thường gặp, bệnh thận có thể gây tử vong, tuy nhiên bệnh thận có thể điều trị được nếu mình phát hiện sớm. Xin chân thành